MC Quyền Linh được khen ngợi là tâm sinh tướng khi luôn đặt lợi ích của người dân khó khăn lên hàng đầu, sẵn sàng gian lận để giúp ích cho bà con. 3, 2, hết thời gian, rồi luôn luôn, sắp rồi. Hình như là bạn 1 phút 39 giây và anh ấy kêu là 1 phút 29 giây. Lúc ấy mình kiểu đúng hình bổ đồng hồ có sai hả? Không phải các bạn ạ. Mà anh Quyền Linh ăn gian, và anh Quyền Linh một con người thật sự yêu thương những người có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Tâm sinh tướng bảo sao nhà Quyền Linh con gái nào cũng xinh, nghe anh Quyền Linh nói muốn khóc luôn, đúng là người nghệ sĩ của nhân dân, chúc anh nhiều sức khỏe, chú Quyền Linh xứng đáng là nghệ sĩ của nhân dân. Con gái nhờ phúc cha, lọ lem, hạt rẻ ai cũng ngoan ngoãn, xinh đẹp, có tấm lòng yêu thương. Con quà cho mấy chục trẻ em ăn trung thu nữa. Bánh trung thu là lọ lem, rẻ thì cũng có, con tích tiền ra, ba có lấy tiền của ba nha, tiền của tụi con đó. Nổi tiếng với danh xưng MC của người nghèo, Quyền Linh nhiều lần nhận về lời khen có cánh bởi cái cách anh ấy đặt cả cái tâm của mình vào công việc, đi dẫn chương trình ở các tỉnh lẻ, thấu hiểu được những khó khăn, vất vả của người dân mà Quyền Linh không những lan xả, giúp sức cho họ giành chiến thắng để có cơ hội đổi đời mà anh thậm chí còn gian lận trắng trợn chỉ mong những hộ gia đình khó khăn nhận được nhiều tiền hơn. Dấu ấn của Quyền Linh trong vai trò MC của người nghèo không chỉ nằm ở sự giản dị, hài hước mà còn ở những hành động thiết thực nhưng thầm lặng. Khán giả không ít lần thắc mắc về chiếc đồng hồ bấm giờ của chàng MC giản dị khi thấy 1 phút 30 giây trên tay anh dài hơn so với khoảng thời gian họ bấm thử, nhiều lần bị bắt thóp bởi anh ấy gian lận công khai. Thế nhưng cái sự lách luật này của Quyền Linh không những không bị chê trách mà còn được người dân tán dương hết lòng. Thậm chí Quyền Linh còn nhiều lần cãi tay đôi với ekip chương trình chỉ để mong giành được quyền lợi tốt cho người tham gia. Có lần, nam MC còn đòi bỏ quay bởi vì không chung tiếng nói với đội ngũ sản xuất chương trình. Hay anh ấy bỏ luôn tiền túi của mình ra để làm từ thiện, đi làm tuy lỗ nhưng bù lại thì anh lời được tình thương của mọi người. Dù nổi tiếng và được lòng dân như thế nhưng nam MC vẫn không hề kiêu ngạo mà giữ được phong thái chân chất của mình, lúc nào cũng giản dị từ trong lối ăn mặc đến cách sống. Anh không có áp lực gì cả, cuộc sống anh cứ sống đúng bản chất của mình. Anh là người nông dân từ dưới quê làm ruộng đi lên, từ những cái thứ tận cùng của xã hội. Thứ duy nhất mà anh và vợ chi tiền không tiếc tay chính là tiền học phí cho các con. Nhờ đó mà cả lọ lem và hạt rẻ được học tập và phát triển toàn diện về mọi mặt, từ kiến thức sách vở lẫn kiến thức xã hội. Ngoài ra, nam MC cũng thường đưa các con đến các sự kiện hay đưa các con đến chỗ làm để cả hai thấu hiểu được nỗi khổ của người làm nghề như ba, thấu hiểu được nỗi khổ của người dân, từ đó mà thêm yêu mến, quý trọng cuộc sống. Con gái nhờ phúc cha, có lẽ bởi vậy mà cả hai cô con gái của Quyền Linh lớn lên càng ngày càng xinh đẹp, hiền dịu, ngoan ngoãn và còn biết yêu thương mọi người. Bởi vậy mà chẳng quá lời khi nói rằng gia đình nam MC là gia đình kiểu mẫu, vợ chồng yêu thương nhau, con cái tài, đức vẹn toàn và còn đặt lợi ích của cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân. Bạn có cảm nhận thế nào về những nhận định này? Chia sẻ với Gian nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.